Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật do những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và như thường lệ, trước khi mà Nguyễn đi vào hai câu chuyện lớn ngày hôm nay thì các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và trước khi đi vào hai câu chuyện lớn ngày hôm nay thì cho Nguyễn xin phép được nói khoảng 30 giây. Và nếu như các bạn nào có theo dõi báo chí tình hình mấy ngày hôm nay á, thì cái dịch nó đang rất là căng thẳng ha. Nhà của Nguyễn thì ở Gò Vấp và các bạn cũng biết là Gò Vấp hiện tại là một trong những cái quận rất là nóng sốt về cái vấn đề tình hình dịch bệnh này. Và nhà mình thì cũng nằm ngay cạnh một cái hẻm mà người ta đang tạm thời người ta phong tỏa lại. Cho nên á, là trong cái mùa dịch này tất cả những công việc của mình là cũng sẽ bị dời lại đến khi nào mà tình hình dịch nó ổn hơn thì mình mới ra khỏi nhà. Cho nên mình có trong cái giai đoạn này á, thì Nguyễn sẽ làm video clip nhiều hơn để gửi đến cho mọi người. Và cũng mong là mọi người giữ gìn sức khỏe thật là tốt để chúng ta có thể an toàn vượt qua cái mùa dịch. Và rồi, các bạn cũng đừng quên ha, nếu những cô chú anh chị, những bạn, những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào câu chuyện lớn thứ nhất. Câu chuyện lớn thứ nhất này của một người em tên là Trúc. Và em Trúc đã gửi cho Nguyễn Nguyễn một câu chuyện có thật trong gia đình em ở trong tập 89 á. Các bạn có thể tìm xem lại ha. Và một khoảng thời gian sau thì em Trúc có gửi thêm cho Nguyễn hai cái sự kiện nữa liên quan tới bản thân em là người trải qua. Và cái sự kiện đầu tiên á, tên là Bùa Yêu. Ở trong tập 89 thì Nguyễn đã kể rất là chi tiết về gia đình của em rồi, nhưng mà bây giờ Nguyễn sẽ tóm tắt gọn lại cho các bạn dễ hình dung ha. Mẹ của em Trúc này là một người có căn và người thường xuyên nhập vào xác của mẹ em Trúc để mà cứu giúp cho tất cả mọi người á, là người dì của em. Dì em cùng với hai người con của mình ngày xưa đi vượt biên nhưng mà không may á, là mất mạng và sau đó thì có cái cơ duyên với lại cõi trên. Cho nên là người ta đưa về để mà học đạo và cuối cùng là dì quay trở lại nhập vào xác mẹ để mà cứu người. Câu chuyện Bùa Yêu này xảy ra vào năm mà em Trúc khoảng độ 17 tuổi và thời gian đó thì em bắt đầu đi làm ha. Ngày xưa á các bạn thì em cũng không có bạn bè gì nhiều đâu, do là thể chất cũng yếu rồi những cái chuyện tâm linh đồ này nọ đó. Nhưng mà bắt đầu lúc mà vào trong công ty này nè thì em bắt đầu là có bạn bè ha. Em có quen những cái người bạn nè, nam có, nữ có. Và khoảng thời gian đó thì Trúc nói chuyện nhiều với một cái anh. Cái anh này tên là anh Tuấn và lớn hơn Trúc khoảng độ chừng 2 tuổi. Cái anh Tuấn này nè các bạn rất là thường xuyên đi chùa luôn. Và trong cái khoảng thời gian mà hai người này giao tiếp với nhau á thì cảm giác là anh Tuấn này, em Trúc này cảm thấy là anh cũng hướng đạo ha. Cho nên là cảm có một cái sự phù hợp, hai người này nói chuyện cũng rất nhiều. Nhưng mà thật ra đó, Trúc chỉ coi Tuấn giống như là một cái người anh em bạn bè bình thường thôi. Chỉ qua là anh này có kiến thức về chuyện tâm linh cho nên có một cái sợi dây gọi là gần gũi thân hơn một xíu, chứ không phải là chuyện yêu đương gì hết nha. Và cũng cùng cái lúc đó thì Trúc có chơi với một anh này tên là Tân. Và em này có cảm tình với cái anh Tân đó hơn, tức là cảm giác về yêu đương đó các bạn. Nói kỹ hơn một xíu ha, ở trong công ty chỗ làm đó, hai người này là thường xuyên lén nhìn trộm nhau, quan tâm nhau nhiều hơn, nhưng mà cả hai không hề xác nhận cái mối quan hệ như thế nào hết. Mặc dù những cái người ở trong chỗ làm nhìn là biết, ai cũng nghĩ hai người này đang yêu nhau. Một cái điều nữa ha, với cái người tên là Tuấn đó thì Trúc chỉ coi như bạn bè bình thường thôi. Và lâu lâu cái người tên Tuấn nó có mua nước ngọt, mua này mua kia cho em Trúc. Nhưng mà mấy ngày sau thì Trúc cũng mua giống như là kiểu không có muốn mắc nợ nhau vậy đó. Và cũng chính vì chơi thân như vậy cho nên em Trúc này không có giấu cái chuyện ngày tháng năm sinh của mình và em kể cho cái người tên là Tuấn nghe. Cái khoảng thời gian này mọi thứ nó trôi ra rất là êm đềm luôn các bạn, không có bất kỳ một cái gì lạ lùng xảy ra. Và riêng về cái chuyện bùa ngải á, ở trong tập 89 Nguyễn có nói. Thứ nhất, em Trúc này là một người cực kỳ cao số và dòng họ của em có người đi theo bảo vệ em. Cho nên không có bất kỳ một thầy bùa nào gọi như là soàn soàn á, mà có thể thư yểm như em được. Nếu mà muốn đụng vào người của em Trúc này, bắt buộc phải là một thầy cực kỳ cao tay luôn. Cho nên em này đi ra ngoài em làm gì thì tương đối là em cảm giác
an tâm. Mặc dù mẹ của em căn dặn là đừng bao giờ nói thật ngày tháng năm sinh của mình cho một người lạ mặt nghe, nhưng mà như Nguyễn vừa kể, em Trúc này không có đề phòng Tuấn, do là thấy Tuấn thường xuyên đi chùa. Với lại Tuấn cũng biết rõ ràng là mẹ của Trúc làm thầy, nuôi âm binh binh sĩ rất là nhiều, cho nên chắc chắn là không có dám làm cái chuyện bùa ngải mà đụng vô trên người của em. Bẵng đi một khoảng thời gian, sau đó tầm 2 tháng, sau khi mà Trúc nói ngày tháng năm sinh của mình cho cái người tên Tuấn nghe, thì em nằm một cái giấc chiêm bao rất là lạ. Cái giấc chiêm bao này em mơ thấy đúng có một lần thôi cho nên nhớ rất rõ. Và trong cái giấc mơ các bạn, Trúc thấy là bản thân mình đang nằm bên trong một cái quan tài màu đỏ. Và em kể lại á, cái sọc vân trên quan tài rất đẹp và chưa bao giờ em nhìn thấy một cái quan tài nào nó bóng mà nó hoàn hảo như vậy hết. Tiếp theo sau nha, em thấy có mấy người đi vô trong khiêng cái quan tài đi ra ngoài. Và một trong những người khiêng em nhìn rõ mặt chính là cái anh Tuấn đó. Khi này nha, ở trong giấc mơ em ý thức được rõ ràng là mình đang mơ luôn. Nhưng mà em thắc mắc lắm các bạn. Em không hiểu sao em chỉ thấy được một góc thôi, và cho tới khi mà em thấy cái anh Tuấn khiêng quan tài chứa xác của em á, gần khuất cái tầm nhìn rồi, thì em lại thấy tiếp tục là có một người dung mạo bên ngoài tướng tá y chang em luôn. Cái người con gái đó đó các bạn, mặc bộ đồ giống như là đồ lam ở trong chùa nhưng mà nó màu trắng. Người ta đi tới ngăn cản anh Tuấn, sau đó đứng bên cái quan tài, nhìn vào trong xác của em Trúc và cuối cùng á là vuốt mặt và em tỉnh lại ở ngay thực tại. Sau cái giấc chiêm bao đó thì Trúc nằm trằn trọc lắm các bạn, cũng suy nghĩ nhiều thứ lắm. Không phải vì em sợ đâu, tại vì bản thân em cũng đã từng mơ thấy những cái chuyện nó sẽ xảy ra ở trong tương lai rồi. Nhưng mà em nghĩ cái gì nè, chắc là cái giấc mơ vừa rồi báo cho em biết cái người sẽ ăn đời ở kiếp cái duyên nợ dạng tiền kiếp hay gì đó. Nói chung là cái người mà sẽ kết hôn và ở với em kiếp này chính là cái anh Tuấn đó, chứ không phải là anh Tân, người mà em thích. Và cũng chính vì tin vào những cái suy nghĩ như vậy cho nên em bắt đầu đặt tình cảm, như là cố gắng đó, đặt tình cảm của mình vào anh Tuấn nhiều hơn. Phần nữa là em cũng chưa có xác định cái mối quan hệ, cũng chưa có một lời nói chính thức nào với anh Tân, cho nên là em cũng không có ngại gì mấy cái câu chuyện mà em thích một người khác. Và mọi chuyện cứ xảy ra như vậy cho tới khi mà em Trúc này bắt đầu có tình cảm với cái người tên là Tuấn rồi đó các bạn. Thì như Nguyễn vừa kể đầu video á, em Trúc này có những cái người đi theo độ mạng cho mình, và trong cái giấc mơ, những cái người độ mạng cho em hiện lên và nói á, em nhìn thấy giấc mơ đợt trước, em nhìn thấy cái quan tài sọc đỏ đó, nó không phải là điềm báo nhân duyên hay là điềm báo trước Tuấn sẽ là người tiễn em lúc chết đâu, mà là giấc mơ báo mộng là em đang bị cái người tên Tuấn đó chơi xấu. Cái lúc tỉnh lại các bạn, thì em rất là không tin đâu, tại vì em không thể chấp nhận được cái lời nói trong mơ, và em cũng giao tiếp với người tên Tuấn đó rồi. Cái người này rất là tốt luôn, thường xuyên đi chùa, và em nghĩ là những cái người mà tâm thiện á, thì người ta mới bước vào trong chùa được chứ. Và mặc dù là cái người đi theo em bảo vệ em báo mộng như vậy, nhưng em vẫn không có tin nha. Cho tới khi 2 ngày sau các bạn, cái người đi theo bảo vệ cho Trúc á, thấy là em cố chấp quá cho nên một lần nữa người ta hiện ra mà người ta nói là sẽ cho em biết được sự thật, tại vì nói em không nghe, em cố chấp quá. Và tiếp tục mọi chuyện vẫn cứ xảy ra như vậy thôi, vẫn không có gì gọi là tiến triển về cái vấn đề tâm linh hết. Em vẫn gặp cái anh Tuấn nó bình thường, và trong cái khoảng thời gian này thì nó có một cái biến cố xảy ra các bạn. Nhà em á, thì là có nuôi một cái vuông tôm, và cái thời gian đó không biết sao mà vuông tôm của nhà em á, chạy tôm rất là nhiều luôn. Cho nên mẹ em mới kêu là em ở nhà để mà phụ mẹ đi. Và đắn đo khoảng độ chừng mấy ngày thì Trúc cũng ở nhà để mà phụ mẹ coi tôm ha. Và nghỉ làm được khoảng 1 tháng ở nhà đó, thì em được báo mộng tiếp là cái anh Tân, cái người mà em thật sự là có tình cảm lúc đầu, bây giờ có bạn gái rồi. Khi mà nhận được một cái báo mộng như vậy thì em rất là buồn, cộng thêm với cảm giác là tiếc nuối nữa. Nói chung là tâm trạng con gái vào lúc mới 17, 18 tuổi thì các bạn biết là nó rất là phức tạp luôn. Chưa kể em này còn được cái vấn đề tâm linh, người dương nói xong rồi người âm nói xong rồi cảm xúc nó lẫn lộn như vậy đó. Cho nên em quyết định là sẽ đi làm lại để cho mình bận rộn, đầu óc của mình đỡ nghĩ tới mấy cái chuyện đó. Nhưng mà lần này em đổi công ty ha. Cái chỗ làm cũ với em với lại cái chỗ làm mới á, nó cách nhau cũng độ tầm có 2 cây số thôi các bạn. Và cái chỗ làm mới còn gần nhà của em hơn nữa.
Do là ăn năng suất á, cho nên là nhiều khi những cái người làm ở dưới người ta chạy từ cái chỗ này qua cái chỗ kia là cái chuyện bình thường, kiểu giống như là kiếm được chỗ nào nhiều tiền hơn á thì tới làm. Vì cả hai cái công ty mới cũ đều là công ty tư nhân nên là không có ràng buộc gì hết. Những cái người ở bên công ty cũ ha, họ cũng giống như là em trước vậy nè, nhảy qua cái công ty mới để mà làm. Thì gặp nhau thì cũng hỏi thăm rồi nói chuyện rồi này nọ, người ta cũng kể á, là cái anh Tân đó có bạn gái, kể câu chuyện đó cho em Trúc nghe. Em thì em buồn lắm nhưng mà cũng giả bộ cười cho qua chuyện thôi. Và rồi cuối cùng em biết được một cái tin á. Anh Tân này nè, ảnh quen một cái người làm trong cái chỗ cũ, tên người đó là Mẫn ha. Những cái người làm trong công ty á các bạn, hồi mà chưa có chuyển qua bên chỗ mới đó, người ta ngồi trước mặt cái chị Mẫn đó thì cũng hay nói là chị Mẫn này nè, đâu bằng được bé Trúc đâu. Mặt cũng không xinh bằng, cũng không có ưa nhìn bằng, rồi nói chuyện cũng không có thân thiện bằng Trúc nữa. Và họ còn thường xuyên so sánh như vậy trước mặt của cái người tên Mẫn nữa các bạn. Nhưng mà giai đoạn này thì em Trúc em nghĩ rồi cho nên em không biết. Và sau khi mà biết hết toàn bộ những cái câu chuyện rồi thì Trúc đâm ra hơi có một tí ghét ghét cái anh Tân Tân. Tại vì mình mới nghỉ làm có một tháng mà đã chấp nhận tình cảm của một người khác, kiểu nó quá là vội vàng. Và sau đó thì em cũng đâm ra là kiểu ghét lây luôn á các bạn. Các bạn hiểu cái cảm giác là kiểu con gái mà dạng dạng vậy với nhau á, là Trúc cũng hơi hơi ghét lây cái người tên Mẫn đó. Và cái người tên Mẫn đó dĩ nhiên bị mọi người so sánh trước mặt như vậy thì cũng đâm ra sinh ra cái cảm giác là cũng ghét cái em Trúc này luôn. Tưởng đâu là mọi chuyện cũng xong rồi, vì đằng nào hai người cũng làm khác công ty nhưng mà oan gia ngõ hẹp các bạn. Cái công ty cũ á, nó hết hàng cho nên là cái người tên Mẫn đó cũng nhảy qua cái công ty mà em Trúc hiện tại đang làm để mà công tác. Và thỉnh thoảng ha, khi mà làm chung á, em Trúc này bắt gặp cái ánh mắt của cái người tên Mẫn nó cứ liếc qua mà nhìn kiểu lừa ngoắc lắm. Nhưng mà lúc đó thì Trúc cũng không nghĩ gì nhiều. Vì á, dù gì em với cái người tên Tân đó cũng chưa có xác định cái mối quan hệ gì hết, cho nên là không có tư cách ghen tị với người yêu của người ta được. Và ghét người ta thì cũng không có lý do chính đáng gì để ghét. Nhưng mà ngược lại ha, cái chị Mẫn đó cực kỳ ghét em Trúc luôn. Và lúc đó em Trúc âm chỉ đoán á, là chắc bị mọi người so sánh trêu chọc như vậy cho nên thì ghét thôi. Chứ ngoài cái lý do đó ra thì cũng không còn lý do nào khác. Tự nhiên các bạn, một cái ngày đẹp trời á, cái chị Mẫn đó tự chủ động đến chỗ của em Trúc này ngồi xuống và bắt chuyện ha. Và lúc nhìn vào cái ánh mắt của chị Mẫn á, thì em Trúc này biết rồi, không phải tự nhiên mà người ta tới đây để người ta bắt chuyện như vậy đâu. Cái này chắc chắn là bị khiến. Tại vì nhìn cái con mắt đó các bạn, nó giống như là bị thôi miên, nó rất là vô hồn luôn, chứ nó không có thần thái giống như là người bình thường như mình đâu. Và bản thân em Trúc này, mẹ em làm thầy, em thì lại có, em cũng có căn giống như mẹ của mình, cho nên là em nhìn thì em biết. Và lúc đó nha, cái chị Mẫn đó, chị nói, chị sổ ra một tràng luôn, chị kể lại là ngày xưa chị với lại cái anh Tuấn đã từng cùng nhau đi xem thầy. Do là hôm đó đó, Tuấn muốn coi thầy coi là bây giờ lên Sài Gòn làm á thì có tốt hơn ở dưới quê hay không. Nhưng mà không có xe cho nên là mượn xe của chị Mẫn, và cuối cùng là cả hai đi chung. Tới nơi á, anh Tuấn đó anh ngồi anh xem, và cái bà thầy bà kêu là bây giờ nếu lên Sài Gòn làm thì sẽ có dư hơn dưới này. Và xào bài, có bằng cách xào bài đó các bạn. Và mấy cái tụ bài sau á, thì bà thầy bà có nói với là anh Tuấn á, là có phải bây giờ con đang thương một đứa con gái mà đứa này thì không có thương con. Rồi cái anh Tuấn đó anh hỏi lại là sao bà thầy cái tả đi cái người con gái đó như thế nào. Và cuối cùng là cái bà thầy tả y chang cái dáng hình của em Trúc. Cho nên anh Tuấn anh biết là bà thầy này coi ok rồi. Và sau khi mà xem xong hết tất cả mọi thứ luôn á, thì anh Tuấn anh mới hỏi bà thầy á, là cô ơi, có cách nào để cho cái người con gái kia thương con không? Đại loại nôm na là anh muốn chơi bùa yêu cái em Trúc này. Nhưng mà bà thầy nói á, bà thầy kêu là cái đứa này là con của thầy bùa, vừa có người bên trên che chở nữa cho nên là khó ai yểm được con này lắm. Mà cô á, thì cô không dám làm, sợ mẹ nó kiếm tới nhà. Rồi còn khuyên cái anh Tuấn này nè các bạn, từ bỏ đi, đi thương người khác thì sẽ có tương lai hơn. Và kết quả cuối cùng là hai người Tuấn với lại Mẫn trả tiền xong rồi đi về. Và khi vừa kể dứt cái câu đó ra nha các bạn, thì cái chị Mẫn đó chị trở lại chỗ làm và kể xong thì lại ghét cái em Trúc này giống như là chưa từng có cái cuộc nói chuyện vừa rồi. Và tất nhiên sau khi mà nghe được câu chuyện như vậy thì em Trúc này bắt đầu là không có thích
cái người tên là Tuấn đâu nha. Và sau đó thì Tuấn có đi lên cái chỗ công ty mới mà Trúc đang làm á, nhưng mà do là xung đột với quản lý cho nên là cấm không có cho làm nữa. Và đến tận bây giờ thì em Trúc vẫn không có gặp lại cái người tên Tuấn đó, và cũng không biết á, là sau này sẽ phải đối mặt với người từng có ý định dở trò yểm bùa mình như thế nào. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ nhất bùa yêu, sang đến sự kiện thứ hai, tên là Đường Xuống Âm Phủ. Sự kiện này thì có liên quan tới anh trai của em Trúc ha, tạm gọi là anh Tâm đi. Cái thời gian đó thì anh Tâm biết là anh Tâm có bệnh ở trong người các bạn, và một cái bệnh rất là nặng luôn. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì không muốn làm cho mẹ lo lắng và không muốn tốn tiền của vợ. Để tiền á, cho con đi học, làm đủ thứ hết trơn, cho nên là anh quyết định là anh giấu bệnh của mình. Và nói chung á, cuộc sống nhà của em Trúc này thì phải chịu làm thì mới có tiền trang trải các bạn, cũng không phải là quá dư giả hay là lại gì đâu. Anh chị của em á, ra riêng nuôi tôm nhưng cũng chỉ đủ ăn thôi, không thiếu cũng không dư. Và cũng chẳng hiểu sao á, mà anh trai của em là anh Tâm để quyết định giấu bệnh. Đến một hôm nha các bạn, quá đau bụng đi, đi bệnh viện khám á, thì dạ dày là bị viêm rất là nặng rồi. Và bác sĩ khám vào nước biển cho thuốc, xong rồi cuối cùng là kêu đi về. Về thì khỏi phải nói luôn, mẹ của em la rất là nhiều tại vì thương con mẹ nào không sót. Nhưng mà bị con cái là hai mẹ con khắc khẩu lắm, mở miệng nói chuyện 10 câu thì chửi nhau hết độ 7-8 câu rồi. Cho nên là cái buổi chiều hôm đó ha, cãi qua cãi lại, mẹ thì lo cho con nhưng con thì cũng bướng. Và cuối cùng là anh Tâm này anh bỏ vô cái vuông tôm để anh ngủ với một cái tâm trạng rất là không vui luôn. Qua sáng sớm ngày hôm sau á, em Trúc này có nói với mẹ mình là em thèm ăn cá biển kho, cho nên mẹ mua về để kho cho em ăn. Và lúc đó là cũng có anh trai em đi từ vuông tôm ra ăn cùng nữa. Và khi đó đó các bạn, mẹ nấu nhiều món lắm, nhưng mà anh trai em lựa toàn mấy cái món độc độc ăn không à. Cho nên là mẹ mới chửi. Mẹ kêu á, là mày bệnh rồi mà mày không chịu kiêng cữ gì hết trơn, bụng yếu ăn mấy cái đó không có tốt. Anh trai em á thì bướng lắm, cãi lại liền, trả treo luôn. Mới kêu á, là sống không ăn được á thì chết có ăn được đâu. Khỏi phải nói rồi, sau cái câu đó, hai bên không ai nhường nhau tiếng nào. Và cuối cùng là mẹ của em giận, nói thêm vài câu nữa thì bỏ đi. Và đến cái buổi trưa cùng ngày thì anh Tâm ảnh về lại vuông tôm. Và đến chiều á, thì bệnh của ảnh chuyển biến xấu và bắt buộc là phải đưa đi viện gấp. Khi mà vào trong tới bệnh viện á các bạn, chỉ có chú Út nè, mẹ nè và vợ của anh Tâm. Còn mấy cô dì chú bác có chạy lên kịp không thì em trước này em không nhớ. Nhưng em chỉ biết một chuyện là lúc mà mới vừa đưa vào nha, bác sĩ là truyền liên tiếp hai chai nước biển. Và khi đó anh Tâm á, lúc thì tỉnh táo các bạn, có lúc á, thì mê sản. Và kết quả cuối cùng bác sĩ mới nói với lại mẹ của em á, không cứu được nữa đâu, cho nên á, rút oxy đi. Khi mà tiếp nhận một cái tin nó giống như là sét đánh ngang tai như vậy thì thường không có người mẹ nào mà kiểu có thể chấp nhận được ngay đâu. Cũng cương quyết, cũng năn nỉ, cũng này nọ, cũng khóc lóc quá trời luôn. Nhưng mà cuối cùng không biết làm sao, mẹ của em ha, bỏ đi ra ngoài mua đồ mua gì đó. Nhưng mà đến lúc mà quay trở lại bệnh viện thì nhận tin là chính thức anh Tâm mất rồi. Ở dưới nhà các bạn, khi mà nghe tin anh hai của em Trúc này mất á, ai cũng sững sờ không khóc hết trơn á. Bác hai của em nha, từ lúc mà biết tin anh Tâm trên đường đi lên bệnh viện thì bác vừa khóc vừa quỳ dập đầu lại mẹ Quan Âm để mà che chở cho anh. Và khi mà đưa em về nhà rồi á, em bỏ vào phòng rất lâu. Và cuối cùng một hồi sau thì em mới quay trở lại ra ngoài. Em mới chạy tới chỗ của anh hai mình và em nắm tay anh. Vì lúc đó em Trúc em biết á, nếu như bây giờ không nắm tay anh thì sau này không bao giờ có cơ hội một lần nào nữa. Và do một phần bản thân em Trúc khi đó là cũng có biết về những cái tâm linh rồi các bạn, mặc dù em rất là buồn nha, nhưng em tuyệt đối em không khóc. Vì em nghĩ em biết á, là nếu mà mình khóc như vậy thì những cái người mà người ta kiểu người ta mất rồi á, khi đó thì người ta chưa biết người ta mất đâu, nhưng mình cứ khóc như vậy thì người ta sẽ biết người ta mất và người ta quyến luyến, người ta không chịu đi. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh tang thương như vậy, cũng không phải ai cũng nhịn nổi cái cảm xúc đó, và mọi người gào khóc rất là nhiều. Và trong cái lúc á, mà mẹ của em Trúc này đang khóc thì mọi người để ý thấy giọng của mẹ bắt đầu thay đổi. Thì khi này biết rồi là dì của em, cái người mà đi cơ duyên đi học đạo thường xuyên nhập vào xác đó, mọi người biết là dì đang nhập vào trong xác mẹ để mà khóc. Khi này nè các bạn, dì của em á, vừa khóc vừa tự đánh vô đùi mình và vừa nói á, là dì đau khổ
kêu á, là dì tới trễ một chút thôi mà cháu dì á, phải chết rồi. Dì Thanh mới nói ra cái nguyên nhân bất của anh Tâm này á, do là buổi sáng trong lúc mà anh đi về, cơ địa người anh đã đang yếu sẵn rồi nha. Từ nhà mà đi về cái vuông tôm có đi ngang qua một hàng năm cái mã, và chính là một trong những cái người đó kéo hồn của anh Tâm này đi. Và cái lúc kéo đi á, dì không biết đâu. Đến lúc mà dì được những cái người đã khuất ở trong gia đình báo á, là anh trai của em Trúc này bị bắt rồi, cho nên á, là vội vàng mang binh sĩ tới chỗ hàng mã đó để mà đòi hồn lại. Và cái đoạn này giải thích thêm cho các bạn dễ hiểu nè. Vì sao bị mất hồn từ trưa nhưng mà đến chiều mới bị bắt đi theo á. Dì nói, dì giải thích lại á, là cái người, những cái thầy pháp xấu nha, nếu mà muốn thư yểm mà hành hạ một cái người nào thì sẽ nhắm vào cái hồn thứ hai mà hành hạ. Tại vì con người mình là có ba hồn đúng không? Muốn thả vào bùa yêu này nọ các thứ á, thì sẽ thả vào cái hồn thứ ba. Mỗi cái hồn nó sẽ có một cái nhiệm vụ riêng, mang cả ký ức, tiềm thức rất là nhiều. Còn cái hồn còn lại, cái hồn đầu tiên á các bạn, nó chính là cái hồn này nếu như mà rời khỏi xác thì chắc chắn là người đó sẽ chết. Còn hai cái hồn thứ hai, thứ ba, nếu mà bị ếm vào hai cái hồn đó thì cũng sẽ bị điên điên, xong rồi bị khùng khùng, hoặc là nằm như người thực vật nhưng không chết nha. Chỉ duy nhất cái hồn đầu tiên, nếu như cái hồn đó rời khỏi xác thì chắc chắn là chết. Quay trở lại câu chuyện ha. Khi mà dì Thanh mang binh sĩ tới chỗ cái hàng mã đó để đòi lại hồn của anh Tâm á, thì được khai là hồn bây giờ đã đi sang tới âm phủ rồi. Và lập tức ha, dì chạy nhanh qua âm phủ, hỏi những cái người phán quan ở dưới á các bạn. Người ta kêu á, trễ rồi. Tên của anh Tâm đã được lưu vào sổ của người âm, mà khi đã có tên á, là không thể xóa, và chắc chắn một điều là sẽ chết. Và lúc đó nha các bạn, dì Thanh này kể lại là tra thêm nữa thì anh của em Trúc này nè chưa hết dương thọ, nhưng mà do đã có tên rồi cho nên không kiểu gì mà cứu được. Và trong cái lúc mà dì nói chuyện với những cái người phán quan mà coi cái sổ ở dưới á, thì người ta có cho anh này về lại xác để nói chuyện với lại người thân một chút. Và rồi cuối cùng á các bạn, cái lúc mà cho về xác á, chính là cái lúc mà nằm ở trong bệnh viện á. Có lúc mà anh tỉnh ơi tỉnh, là lúc đó là hồn đang còn ở xác. Và cái lúc mà anh mê man ơi mê man á, chính là cái lúc mà cái hồn hoàn toàn nó xuất ra khỏi. Sau khi mọi người nghe xong thì dì Thanh này trong xác của mẹ em Trúc này ân hận lắm các bạn. Dì tự trách bản thân là cả cuộc đời mình từ lúc sống cho đến lúc chết vẫn chưa có làm gì hại ai. Dù nắm trong tay cái lượng binh sĩ rất là kinh khủng như vậy nhưng cũng chưa từng đi ăn hiếp ai, vậy mà trời lại không có thương cháu gì để cháu gì phải như thế. Khi đó đó, chuyện thì cũng đã đành rồi. Dì đứng ra làm lễ cho anh Tâm và người con, hai cái người con mà đã mất của dì đó, là dẫn linh hồn của anh Tâm đi theo để mà tu tập. Và anh có về xác trong một trong những cái người ở trong nhà sau này đó, nhưng chỉ toàn bốc trái cây ăn mà thôi các bạn. Em Trúc này kể lại ha, cái lần đầu tiên á, khi mà anh Tâm về xác thì anh ấy khóc một ít rồi quỳ rạp xuống một đầu ba cái, quỳ lại trước mặt mẹ của em, nói á, là cho con xin lỗi. Con sống con chưa có kịp báo hiếu, còn hay trả treo mẹ nữa. Giờ thì mẹ nhận của con ba lại. Có kiếp sau á thì mẹ ơi, mẹ xin cho con được trả nợ cho mẹ. Cái lúc đó thì mẹ của em Trúc kêu là mẹ không cần ba cái lại đó, và mẹ cũng không có trách anh bất hiếu đâu. Mẹ vừa nói là thôi đứng dậy đi, vừa kéo anh lên nhưng mà không kéo được, cho đến khi mà anh Tâm này á, anh dập đầu lại ba lần xong. Khi mà em Trúc này biết được cái nguyên nhân vì sao mà anh hai của mình mất á, thì em ghim trong lòng lắm các bạn. Có một lần á, em từ nhà đi lại vào cái vuông tôm mà có đi ngang cái hàng mã đó nha. Một mình em đứng ở chỗ đó, dồn hết bao nhiêu uất ức, đau đớn ở trong lòng mình. Giống như là tự nhiên bây giờ mình đang có người anh trai. Rõ ràng là anh của mình chưa hết dương thọ nhưng tự nhiên đi ngang chỗ này bị bắt mất hồn đi. Cho nên em tức lắm. Em đứng đó em chỉ thẳng vào năm cái mã đó và em nói nha. Trong năm người, ai là người bắt hồn anh trai của tôi đi? Đừng có tưởng lớn tuổi hơn tôi á, thì tôi sợ. Và trong cái thế giới này á, không có chuyện phân định tuổi để nói là ai mạnh hơn ai đâu. Lúc đó dồn nén tức lắm luôn các bạn. Em nhìn xung quanh á, thì không có bất kỳ cái vong hồn nào hiện ra hết. Nhưng từ phía hai ngôi mộ đầu tiên toát ra một cái cảm giác gì đó khiến em xác định được chính
là hai người đó làm. Khi đó là dồn hết bao nhiêu uất em nói hết luôn nha các bạn. Em đứng đó để chờ coi là có ai hiện ra hay không. Nhưng mà những cái người đi theo bảo hộ cho em á, kêu là em quay về đi. Và khoảng một thời gian sau ha các bạn, khi mà xong cái đám của anh Tâm rồi đó, thì em có tự mình thắc mắc về cõi của người âm. Vì khi mà nghe dì của em trong xác mẹ kể lại là có người phán quan coi sổ sách gì nữa, thì những cái người mà đi theo bảo hộ cho em mới hỏi em ở trong giấc mơ á, là em có thực sự muốn biết hay không. Muốn á, thì để người ta dẫn đi cho coi. Và lúc đó thì em Trúc em đồng ý ha. Và em kể lại nha các bạn. Em tự thấy bản thân mình bước ra khỏi cửa phòng nơi mà em nằm, đi ra sân trước rồi lạc vào trong một cái không gian mở. Ở trước mặt của em khi này hiện ra một cái cầu bằng đá, và nhìn bên đây và bên kia cầu là y chang như nhau luôn. Cái người âm theo em, cái người theo độ trì cho em á, thì mới chỉ tay sang bên kia cầu và kêu bên đó chính là cõi âm. Lúc này nè, em Trúc mới nhìn tới nhìn lui, nhìn mấy lần bên kia, nhìn bên đây y chang nhau à. Cây cối, cảnh vật đều giống nhau. Và em mới quyết định là em bước qua cầu. Nhưng mà khi sang tới bên kia rồi, nhìn lên bầu trời ở các bạn, nó ảm đạm kiểu gì á. Mặc dù nó cũng màu xanh giống như là nhân gian, nhưng mà nó hơi một chút xám xám, không có biết là tả bằng cách nào để cho mình dễ hiểu hết. Em kể lại là em thấy những cái người âm từ bên âm giới đi sang phía bên đây của cầu. Và khi họ nhìn thấy em thì đều tách ra hai đường, chừa cái lối ở giữa cho em, nhưng mà em không có dám đi. Và mãi một hồi sau khi mà cái người bảo hộ giục em đi nhanh lên thì em mới bước. Và đi được một lúc rồi đó các bạn, thì em nhìn thấy là có một đám người ha, đuổi theo một người và chạy rất là nhanh lướt qua phía em luôn. Và cái đám người mà đang đuổi á các bạn, mặc đồ và trên người đang dần dần biến thành những cái con chim. Em thấy như vậy á thì sợ lắm. Nhưng mà cái người đi theo bảo hộ cho em thì nói đó là binh sĩ của âm giới. Và thường là những cái người binh sĩ này thì sẽ đuổi bắt những cái con quỷ không được phép sang bên dương giới, và đuổi cả những con người từ dương giới sang đây tìm hiểu về cuộc sống bên này. Và lúc đó thì em rất là sợ, tại vì bản thân Trúc cũng là người sống mà. Nhưng mà em lại được cái người bảo hộ thúc giục đi tiếp. Và trong lúc đi á, người ta nói là những cái người mà đi xuống đây mà không có căn, cũng như là không có nhận được cái sự trợ giúp từ thầy phép, thì không phải đi trên cái con đường bằng phẳng như này đâu, mà đi bằng một cái con đường khác dẫn thẳng tới âm quan địa phủ. Âm quan địa phủ là cái nơi mà người chết được phán tội, và cái nơi đó cách chỗ của em Trúc này đang đứng rất là xa. Và cái người bảo hộ của em kêu là em nhắm mắt lại đi, và em Trúc này em làm theo. Một hồi sau á, khi mà mở mắt ra nha, thì em thấy bản thân là kiểu giống như là nó lơ lửng á các bạn. Và người đó chỉ xuống một cái đường đất đá rất là nhỏ và trơn. Và hai bên cái đường đất đá nhỏ đó các bạn là vực sâu không nhìn thấy được đấy. Và người đó nói á, là cái con đường kia dành cho những cái người lạc qua âm giới nhưng mà không có căn, cũng như là không có sự trợ giúp của thầy pháp. Những cái người đó sẽ đi trên con đường đất đá nhỏ kia, và nếu trượt chân một cái rớt xuống vực sâu thì coi như là sẽ sống ở bên đây luôn và không có về bên kia được nữa. Và cũng không có thầy bà nào đủ mạnh, đủ đạo hạnh để mà cứu nổi. Và em Trúc này cũng có nói thêm một chi tiết nữa cho mọi người biết là khi mà qua bên kia cõi âm thì họ sẽ không có nói chuyện giống như bình thường mà dùng cái giao tiếp suy nghĩ. Chỉ cần mình nghĩ gì trong đầu mình nhìn đối phương thì đối phương sẽ hiểu là mình đang muốn nói cái gì. Và tiếp theo á, thì Trúc lại hỏi cái người bảo hộ là địa ngục có thật không, và em Trúc này em muốn đi xem. Và người ta kêu em nhắm mắt lại, và lần này thì em đến một cái nơi á, mà em nhìn thấy trên bầu trời là nó có rất là nhiều những con chim lớn luôn các bạn. Và phía dưới á, là những cái dòng người mà xô đẩy nhau đang chạy ra một cái bãi biển rất là lớn. Những cái con chim đó theo như em mô tả lại là nó giống đại bàng nhưng mà không phải. Và nó rất là to và cái cánh nó rất là rộng luôn các bạn. Và đến cái đoạn này em tả lại á, là tận mắt em nhìn thấy những cái con chim nó liên tục gấp người bay lên trên cao, sau đó là thả xuống. Có người nha các bạn, còn bị gấp mất con mắt. Máu chảy từ trên đầu chảy xuống, mà cái cảnh đó diễn tại trước mặt em luôn. Em nhìn em rất là sợ và em bị ứ họng lại, giống như là em muốn hét lên á, nhưng mà không có hét được. Và một hồi sau ha, em lại thấy là bản thân mình được đưa về cái sân nhà. Em bủng rủng đi vào, và cuối cùng là cái người bảo hộ của em nói á, cái cảnh địa ngục mà em vừa nhìn thấy là dành cho những cái kẻ bất hiếu.
khi sống là đánh cha mẹ già. Càng đánh nhiều lần thì số lần bị gấp lên thả xuống càng nhiều. Kết thúc câu nói đó, em bước vào trong phòng ngủ của mình, nằm lên trên giường và cuối cùng là em tỉnh dậy. Và lúc này tim của em vẫn còn đập rất là mạnh ha các bạn. Em cảm thấy rất là khát nước luôn và bước xuống giường đi lấy nước uống mà tay chân của em bủng rủng, hệt như là em đã đi bộ rất là nhiều vậy. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ hai, cũng là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Sang tới câu chuyện lớn thứ hai, câu chuyện này là của một người em tên là Trang gửi về cho Nguyễn. Và em Trang này nói sơ qua về chút xíu ha. Em từ hồi nhỏ đến giờ cũng là một người coi như là có căn duyên với lại cái thế giới vô hình. Và em kể lại á, là hồi khi mà em học lớp 6 thì có một thời gian vào lúc nửa đêm tầm khoảng 3 giờ sáng. Khi đó thì em đang ngủ thì bất ngờ nghe thấy có tiếng của con nít khóc các bạn. Và khi này là em đang nằm ngay bên cạnh của cái cửa sổ ha. Và từ chỗ em nhìn ra thì là ngay cái cửa phòng luôn. Khi mà nghe thấy cái âm thanh đó thì em vội vàng em ngồi dậy, em tìm kiếm khắp nơi, em coi là cái âm thanh đó phát ra từ đâu, nhưng mà không thấy cái gì hết. Nhưng mỗi lần á mà em nằm xuống thì lại tiếp tục nghe thấy tiếng khóc. Cứ như vậy các bạn, độ tầm khoảng 2-3 ngày sau á thì em có một cái giấc chiêm bao. Khi này em nhớ chính xác là khoảng 3 giờ 15 phút sáng. Em thấy là mình đang nằm trên cái giường ngủ và lúc này nhìn xuống cái chân giường đó thì có một đứa trẻ con, da nó còn đỏ hỏn luôn nha các bạn. Nó bò từ từ tới gần chỗ của em. Thì khi này em sợ quá, em mới đứng dậy và em bỏ chạy. Và cái lúc chạy em có quay đầu em nhìn lại thì em thấy là có một cái người đàn bà. Cái người này mặc một bộ đồ bà ba và có một cái quần màu đen. Và lúc đó thì cái người đàn bà kêu á là làm cái gì đâu mà sợ, em của mày đó, nó thấy mày đó mừng chứ có gì đâu mà phải bỏ chạy làm chi. Khi mà nói dứt lời nha các bạn, cả hai người, người đàn bà và cái đứa con nít từ từ lùi về gần cái cánh cửa rồi cuối cùng là họ biến mất. Kết thúc cái hình ảnh đó thì cũng là lúc mà em Trang này tỉnh dậy và sáng ngày hôm sau em chạy đi em hỏi mẹ em á là mẹ ơi, hồi đó giờ mẹ có bỏ đứa con nào không? Thì khi đó mẹ em nghe vậy thắc mắc lắm, mới hỏi sao tự nhiên mà con hỏi mẹ vậy. Thì em mới kể lại cái giấc mơ ngày hôm qua. Thì mẹ của em nói là có. Khi mà sinh em Trang xong rồi ha, thì mẹ em có bị sảy thai một đứa rồi sau đó mới sinh ra thằng em trai của Trang. Và khi nghe thấy con gái của mình kể ra câu chuyện như vậy, biết là cái đứa con ngày xưa mình bị sảy hiện về, cho nên là mẹ em cũng cúng kiến các kiểu. Và kể từ lần đó thì em không còn gặp lại người em đã mất của mình nữa. Và bẵng đi một thời gian độ khoảng tầm 5-6 năm sau gì đó, trong một cái lần Tết á, khoảng tầm đâu mùng 2, thì em có về dưới quê ngoại của em chơi. Bà ngoại của em Trang này thì quê Vũng Tàu ha, cho nên năm nào em cũng về hết. Và mỗi năm thì cũng bình thường các bạn, không có bị gì. Bình thường á, lúc về thì em hay nằm ngủ trong phòng. Nhưng mà do cái Tết năm đó mọi người kéo về rất là đông ha. Mấy anh trai nè về tụ tập nhậu nhẹt xong rồi nói chuyện quá trời luôn. Cho em quyết định á, là em sẽ ngủ ở gian nhà trước cùng với các anh của mình. Và mấy anh em như vậy các bạn, nằm trước một cái bàn thờ. Nhà bà ngoại em thì cái cửa chính nằm bên trái và nếu bước từ ngoài vào á thì em nằm ở phía bên tay phải và đầu em ngang với cái cửa chính. Và khi đó thì tầm khoảng 12 giờ đêm ha. Em Trang khi này còn tỉnh táo lắm các bạn. Thanh niên thời buổi đó thì hay thức khuya mà. Em nằm đắp mền á, đang bình thường lắm nha. Thì tự nhiên cái lúc mà em nhắm mắt lại thì em bất giác thấy á, trước mặt của mình có nguyên một cái người phụ nữ. Gương mặt của người phụ nữ này nó có một cái vết sẹo chéo ngang qua mặt đó các bạn và máu me không nhìn rất là thấy ghê. Cái người đó mặc một cái bộ đồ màu trắng, tóc xõa ngang vai, em không nhìn thấy mặt nhưng mà em cực kỳ sợ luôn. Và lúc đó thì em mới mở mắt ra. Khi mà mở mắt ra, nhìn lên trên cái chỗ em đang nằm nè, thì không thấy gì hết trơn. Nhưng khi nhắm mắt lại thì vẫn thấy cái người phụ nữ đó đứng ở ngay trên đầu nằm. Khi này nè, một lần nữa em mở mắt ra và bắt đầu em khấn á. Em khấn là con từ xa về chơi và nếu như con có phạm sai sót gì thì bỏ qua cho con. Mai con sẽ kêu mẹ với bà ngoại con cúng cho người khuất mặt ạ. Vừa khấn cái câu đó xong nha các bạn, thì trời xui đất khiến sao á. Nếu bình thường mình sợ thì mình sẽ không có dám nhắm mắt lại nữa. Nhưng lần này em Trang nha, trời xui khiến em nhắm mắt lại lần thứ ba.
thì em thấy là cái người phụ nữ đó đang dần dần quay người đi ra và cuối cùng á là tan biến. Qua cái buổi sáng ngày hôm sau khi mà em thức dậy á, em chưa kể cho mẹ em đâu mà em mới hỏi cái người cậu sáu của em trước và em diễn tả lại là hôm qua em thấy như vậy đó. Thì cậu sáu kia mới hết hồn luôn, mới hỏi là con có chắc không? Con có chắc là con thấy cái người phụ nữ mà có một cái vết sẹo chéo ở trên mặt không? Thì em kêu là chắc chắn, con thấy tới 2 lần lận mà không thể nào nhìn nhầm được. Thì cậu sáu của em mới nói á, cái người mày thấy hôm qua chính là cô bảy của mày đó. Nghe tới đây nè các bạn, em Trang này sợ lắm, lạnh cả sống lưng luôn, em đòi đi về nhà liền. Nhưng mà người cậu của em kêu là bả thấy mày lạ cho nên bả nhìn thôi. Bây giờ á, mày về mày đốt nhang cho bả đi, không sao hết trơn á. Và cái lúc mà em quay trở lại về nhà của mình rồi thì em mới kể cho mẹ của em nghe. Và bà ngoại thì kêu em lên đi đốt nhang đi. Và còn mẹ em á, thì làm đồ cúng ở trong nhà. Và lúc mà lên đốt nhang á các bạn, thì nó cũng chỉ là một cái lư hương bình thường thôi, chứ cũng không có ảnh thờ gì hết. Và cái lúc đốt xong á, thì tất cả mọi người ngồi xuống thì mới kể cho em Trang này nghe câu chuyện về cô bảy của em. Cô bảy của em mất lúc mà còn rất là trẻ ha, và mất là do chiến tranh. Và lúc mất rồi thì trên mộ của cô có mọc lên một cái cây chuối. Cái người cậu hai của em nhìn thấy cây chuối á, thì không biết các bạn, mới kêu á, là sao có một cây chuối mà mọc ra ngay trên mộ con bảy kỳ vậy, để tao ra tao đốn mấy cây chuối đó cho. Khi đó thì mọi người chỉ nghĩ đơn giản là ngay chỗ mộ mà có một cây mọc lên vậy thì nhiều khi sợ rễ của nó đâm vô xuống mộ hay này nọ, mọi người nghĩ là nó không nên, cho nên là mới đi ra đốn mấy cây chuối đó. Thì cái lúc cậu hai các bạn cầm cái dao chặt băng vào cây chuối thì bắt đầu nó tuôn ra những cái dịch màu đỏ y chang như là máu, chứ không phải là mủ cây bình thường nha. Và cũng trong cái ngày hôm đó đó, tối cô Bảy hiện về với một cái vết sẹo bị chém ngang chéo trên mặt vậy nè. Và cô Bảy có nói với cậu hai á là anh hai ơi, sao anh hai chém em? Khi đó nghe xong thì em Trang này cùng với những cái bà anh chị họ ngồi xung quanh đó nổi hết da gà luôn các bạn. Và mọi người có nói với nhau là ủa có biết gì đâu. Và lúc về nhà quê ngoại chơi thì cũng có thấy gì đâu. Nhưng mà tự nhiên bây giờ em Trang về thì em lại thấy. Thì các cậu mới nói hồi trước giờ đúng là không ai thấy cô Bảy thiệt. Nhưng mà chắc là em này em có duyên hay sao đó thì em nhìn. Cho nên là sau này mỗi lần mà em về quê ngoại của mình chơi thì em đều đốt nhang cho cô Bảy. Cho nên là từ đó về sau em không thấy cô hiện về nữa. Và mọi chuyện cứ tiếp diễn ra như vậy ha các bạn. Cho đến khoảng độ 4 năm trở lại đây, tức là vào năm 2017 á, thì em vừa cưới chồng được khoảng 1 tuần. Thì có một hôm em đang nằm ngủ ha, thì ở trong phòng thì em thấy có 2 người đàn ông các bạn. Một người á, thì đen thui, đen từ đầu tới chân luôn nha. Còn một người thì rất là to và mặc cái áo sơ mi trắng. Cái người đàn ông đen á các bạn thì đè lên trên người của em Trang này tê cứng luôn và em không thở được nha. Mặc dù lúc đó em để ý đồng hồ là đã 5 giờ sáng rồi. Em cố vùng vẫy hết tất cả bằng sức bình sinh nhưng cũng không thể nào mà vùng ra được. Và em còn nghe cái tiếng người đó là cười rất là to bên tai của em nữa. Còn cái người đàn ông mà mặc áo trắng á các bạn thì cố tới ngay chỗ cái đầu giường của em nằm á, dùng cái tay nè cố gắng banh mở con mắt em ra. Và tới lúc á mà em mở mắt ra được cũng là lúc 2 người đó biến mất. Cái người chồng của em Trang nè nằm bên cạnh thấy em la quá trời luôn, xong mới lay em dậy, rồi cuối cùng á là em thở dốc. Và chồng hỏi á sao thì em mới kể ra câu chuyện là em bị bóng đè. Và khi đó nha, em chưa kịp nói là đàn ông hay đàn bà thì chồng em ngay lập tức chạy xuống hỏi mẹ ruột của mình á, tức là mẹ chồng của em Trang này nè, kể câu chuyện đó ra. Thì mẹ của em liền hỏi là đàn ông phải không con? Thì lúc đó em sợ mà, em mới quỳ xuống dưới chân của mẹ chồng mình luôn nha, nắm chân của mẹ á, ôm kiểu khóc á các bạn, kêu á là dạ mẹ ơi đúng rồi. Thì mẹ chồng của em mới nói mà một giọng hết sức bình thường, bà kêu á là không có gì đâu, ông Công ông Táo chọc con thôi. Còn cái người đàn ông á, ở lâu trong nhà, cái người mà cao to mà áo sơ mi trắng á, thì mẹ cũng thấy. Ở lâu rồi, người ta chỉ hiện lên như vậy thôi chứ cũng không có làm gì hết. Chắc là do thấy con lạ mặt cho nên là người ta chọc thôi. Và khi mà 2 vợ chồng ở với nhau được một thời gian rồi thì em có nhận được một cái tin là bà ngoại của em mất. Hôm đám tang á, thì em có về dự ha, nhưng mà cái giỗ đầu tiên em không về được, lý do là em đó đang mang thai. Mà kiểu là dạng thai yếu các bạn.
Trang suýt nữa là bị sảy thai ha, sợ đi xa như vậy thì sẽ bị sinh non á, cho nên em không có đi đâu được. Và cái giỗ thứ hai thì con bé con của em á thì nó còn nhỏ lắm các bạn. Và ngay cái lúc hôm giỗ thì con bé sốt quá trời luôn, cho nên em cũng không thể nào về để mà thắp cho bà ngoại một cái nén nhang. Cho nên em có nhờ ba mẹ của em là thắp nhang hộ. Vậy mà vừa qua giỗ của bà ngoại nha các bạn, em lại nằm thấy một cái giấc chiêm bao. Em mơ thấy á, là khuôn mặt của bà ngoại em vừa buồn lại vừa giận nữa. Và sau đó là em thấy bà cầm cây mà dí đánh em quá trời luôn. Em cứ mơ mấy lần như vậy, cứ thấy ngoại á, là thấy ngoại cầm cây roi mà dí đánh em và gần cả một cái năm trời. Từ lúc mà qua cái đám giỗ thứ hai là cứ nằm mơ liên tục như vậy các bạn. Khoảng tầm đâu 1-2 tháng á, thì lại thấy một lần. Bà ngoại á, trong giấc mơ không nói năng gì nha, chỉ thấy là đánh, thấy là đánh. Và em có kể câu chuyện này với mẹ ruột của mình. Thì mẹ nói á, là không có gì đâu, bà ngoại bà giận mày. Tại vì hai lần đám giỗ mà mày không về, trong khi lúc mà còn sống á, ngoại là người thương mày nhất. Và mãi về sau này, đến cái ngày gần ngày giỗ lần thứ ba của bà ngoại đó, thì em Trang vẫn nằm mơ thấy bà ha. Nhưng lần này bà không dí đánh em nữa, mà vẫn ngồi đó nhìn em, gương mặt cũng buồn lắm các bạn. Nhưng một hồi sau á, thì chính mắt em này nhìn thấy trong cơn mơ là gương mặt của bà ngoại bắt đầu mọc ra rất là nhiều lông màu trắng. Khi đó em mô tả giống như là khỉ vậy đó các bạn, mọc đầy lông luôn. Nhưng mà phía sau lưng bà ngoại thì có một cái vầng sáng nó lóe lên. Và em nhìn thấy rõ ràng là có một cái ông tượng màu đen rất là lớn. Bà ngoại của em á, thì ngồi trong lòng của ông ấy mà đi. Và qua ngày hôm sau khi tỉnh lại rồi thì em có nói với mẹ của mình. Thì mẹ hỏi lại em á, là có chắc chắn là thấy như vậy không? Em Trang mới kêu là chắc chắn con thấy là mặt của ngoại là mọc đầy lông màu trắng ra mà. Và mẹ kể lại đó, cái lúc mà bà ngoại mới mất á, lúc mà làm đám tang thì nhìn thấy là trên gương mặt của bà ngoại cũng có mọc ra đầy những cái lông như vậy. Khi này nè, hai mẹ con mới đi hỏi sư thầy á, thì sư mới nói là bà ngoại được một cái người, một cái ông ở trong gánh hát đón đi rồi. Và nói sơ một xíu là bà ngoại của em ngày xưa là ở trong gánh hát ha. Và tới cái ngày mà đám giỗ đó các bạn, gia đình của em thì về đủ hết trơn và em cũng có thắp nhang. Thì mẹ của em đứng trước bàn thờ của bà ngoại và nói á, là cháu ngoại cưng của má đốt nhang cho má rồi, đừng có dí đánh nó nữa nha má. Và kể từ sau câu nói đó thì em cũng không còn nằm mơ thấy bà ngoại thêm một lần nào nữa. Sang tới cái sự kiện tiếp theo. Sự kiện này là kể về một cái người có liên quan tới em trong cái lúc mà em còn nhỏ ha. Cái lúc mà em Trang này còn bé đó các bạn, thì được đưa theo cái bác năm của em. Bác năm của em á, là một người dạy võ. Và thầy của bác năm á, tên là thầy Minh. Em này thì cũng hay gọi tên thầy ha, cũng kêu là thầy Minh gì đó. Và học võ thì cũng được hơn chục năm thì thầy mất. Cái lý do mất của thầy á, là thầy mất vì bị bệnh nè. Và một phần á, là người ta gieo tiếng ác cho thầy, làm cho tinh thần của thầy bị suy sụp. Cho nên là sức khỏe tuột dốc sau một thời gian rất là ngắn. Và cái lúc mất á, có lẽ là vì thầy tức là mang cái tiếng oan mà không có gột rửa, không có chứng minh được để lại một cái tiếng như vậy á các bạn. Thêm nữa là người nhà thì không có cho hai đứa con của thầy nhìn mặt, tại vì tụi nó còn nhỏ quá đi. Cho nên là máu miệng của thầy á, ọc ra rất là nhiều luôn. Các bạn tưởng tượng cái miệng mà nó ọc máu mà nó tuôn giống như là suối đổ như vậy đó. Khi này nè, lâu hoài, cầm máu hoài mà không thể nào hết được. Và có người biết này chắc là liên quan tới chuyện tâm linh rồi. Cho nên là mới gọi hai đứa nhỏ con của thầy vào và nói cái gì đó. Thì cuối cùng thầy không còn ọc máu nữa. Và đám tang của thầy cũng diễn ra một cách rất là êm đẹp. Và có một đợt ha, em Trang này thì đi thi một cái giải thi toàn quốc. Nhưng mà do trước đó thì có một cái chị dày dặn kinh nghiệm hơn em, cho nên là cái chị đó được chọn các bạn. Giống như là trước một phút, trước cái phút 89 vậy đó, mà em này không còn được chọn đi thi nữa. Cuối cùng thì em Trang ở nhà và lúc đó thì buồn lắm các bạn. Buồn cực kỳ buồn luôn. Tối hôm đó nằm ngủ thì em khóc rất là nhiều luôn. Đến mức mà khi mệt quá em mới chìm vào trong giấc mộng và em thấy là thầy Minh của em về. Em vẫn thấy là mình đang nằm ở trên giường và từ trong bóng tối là thầy Minh bước ra ha. Đứng lại cái chỗ của em á và vỗ lên vai của em như vậy nè. Giống như là an ủi á các bạn. Và em cũng ôm thầy, em mới nói á là con ở nhà rồi thầy ơi, con buồn quá. Và hai thầy trò cứ ôm nhau mà động viên nhau như vậy cho đến khi mà em Trang này nghe được một cái tiếng gà gáy thì em mới choàng tỉnh lại khỏi cơn mơ.
Cái lúc tỉnh đó các bạn, em thấy là nước mắt em vẫn còn rơi lã chã rất là nhiều. Và bẵn đi một khoảng thời gian sau đó cũng rất là lâu luôn. Em lại nằm mơ thấy thầy. Nhưng lần này là thầy Minh đi ngang qua người của em. Và em kêu cấp máy luôn á, thầy cũng không có chịu đứng lại. Cho nên á, là em mới đi theo. Đi được một đoạn thì em thấy là thầy băng qua một cái cây cầu. Em chạy tới em kêu á, thì em nghe thêm tiếng của một người đàn ông nữa. Và lúc mà quay đầu nhìn lại thì em thấy là bác Năm của em đang gọi. Nói sơ về bác Năm chút xíu. Bác Năm của em là một người tu tại gia và ăn chay trường từ rất là lâu rồi ha. Lúc đó thì bác Năm mới tiến tới chỗ của em Trang đang đứng á, ôm em và kêu á là Trang ơi, đừng có đi theo nữa. Đi theo nữa là con chết đó. Khi mà nghe dứt cái câu đó thì bất chợt là em Trang này bừng tỉnh lại và cảm giác vẫn còn rùng mình. Và đó cũng là lần cuối cùng mà em gặp thầy Minh. Cái sự kiện tiếp theo ha. Sự kiện này em được nghe những cái người chị mà trong cái đội mà đi thi đấu của mình kể lại. Những cái chị này thì ở trong cái khu tập trung dành cho vận động viên quân đội. Và cái buổi tối như mọi ngày thì có một cái chị trong đó tên là chị Hằng. Chị Hằng này thì cùng đội tuyển với lại em Trang và đi tập về thì lên cái khu ở dành cho vận động viên á. Sau khi mà chị tắm rửa xong xuôi thì lên giường nằm đi ngủ. Và cái lúc mà tắt đèn hết rồi đó các bạn, chị nằm mà cứ trằn trọc qua lại mãi mà không thể nào ngủ được. Và lúc đó đó, chị thấy rõ ràng từ cái cửa có một cái bóng người lướt đi vào nha. Lúc đầu á, cái người đó dừng lại ở dưới chân giường của chị. Nhưng mà không biết vì sao mà chị linh cảm được cái người này chắc chắn không phải là người còn sống. Cho nên chị sợ lắm các bạn. Chị mới kéo hết cả mền ha, che phủ cái đầu mình và bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và một hồi sau nha, chị Hằng này có lén lén dỡ cái mền ra thì vẫn nhìn thấy cái bóng đen đó, nhưng lần này đứng ở cái giường kế bên giường của chị nằm. Thì chị vẫn tiếp tục niệm Phật. Và một hồi sau á, thì thấy cái bóng nó đi trở ra và biến mất ở ngay cái cửa phòng. Sáng ngày hôm sau khi mà tỉnh dậy ha, thì chị quan sát chị thấy cái cây siêu quá các bạn. Cái cây siêu là một cái cây binh khí giống như là cái cây mà của ông Quan Công cũng cầm á. Buổi tối hôm đó khi mà chị đi tập về thì chị dựng ở trên đầu giường. Chị nói là bình thường thì chị để cái cây đó nằm. Thì tự nhiên sáng hôm đó thức dậy á, thì thấy cái cây nó dựng thẳng đứng lên sát vào cái bức tường luôn nha các bạn. Mà trong cái buổi tối thì không ai rảnh rỗi để mà làm cái chuyện đó hết trơn. Và cùng cái lúc này nè, chị nghe thấy là những cái bà chị ở xung quanh phòng á, bàn tán về một cái việc là hôm qua có một chị tên là chị Nhung. Cái chị Nhung này chị bị bóng đè. Nghe xong rồi, chị Hằng này linh tính biết rồi, chắc chắn luôn. Cho nên là chị Hằng mới qua chị hỏi á, là ê Nhung Nhung, có phải hôm qua mày thấy á, là có một cái người đàn ông đè mày đúng không? Thì chị Nhung mới xác nhận, chị Nhung kêu là đúng rồi. Xong rồi chị Hằng chị mới kể là tối hôm qua chị thấy một cái người đàn ông đứng ở ngay chỗ giường của chị Nhung như vậy đó. Thì chị Nhung mới nói một cái câu với chị Hằng, nhưng mà lúc đó chị Hằng không hiểu ha. Chị Nhung nói á, là hên cho em là có cái cây siêu dựng ở đầu giường, chứ không á, người bị đè hôm qua là em, chứ không phải là chị đâu. Mãi về sau này khi mà chị Hằng chị kể lại câu chuyện này cho em Trang nghe đó, thì em Trang có kể lại cho bác Năm là cái người mà cứu em suýt nữa là bị dẫn hồn đi qua bên âm giới rồi đó. Thì bác Năm có nói lại á, là những cái người mà học võ các bạn, mà học võ mà có cầm binh khí mà để đánh á, thì thường những cái binh khí mà cầm lên một là nó có dương khí và sát khí rất là nhiều luôn. Cho nên là cũng bảo vệ mình được trước những cái phần âm. Và cái địa điểm mà mấy chị em này tập luyện nè các bạn, nhiều chuyện ghê rợn lắm. Và đặc biệt chỗ đó nó có một cây đa rất lâu năm. Mà có một lần em Trang là người chứng kiến nè. Em kể lại sau một lần mà em luyện tập để đi thi toàn quốc về đó, thì em rất là mệt, người nó lả đi luôn. Và lúc đó là tập ở bên trong một căn phòng. Và sau khi em bước ra khỏi căn phòng đó thì em có ngửa cổ lên để mà hít thở khí trời cho nó khỏe đó. Và lúc này nè, từ chỗ em đứng nhìn thẳng ra cây đa lâu năm nằm trong quân khu. Và em cảm giác em chắc chắn là mình không thể nào nhìn nhầm được. Tại vì cái lúc mà ngửa cổ lên từ đằng xa em thấy á, là trên cây đa có một cái người con gái. Cái người con gái này mặc một cái áo trắng và tóc rất dài đứng trên cành cây các bạn. Khi này nè, em lạnh toát cả sống lưng luôn, tóc gáy dựng lên giống như bị vuốt keo như vậy đó và thở hơi lên dồn dập. Sợ quá trời rồi, em vội vàng cất hết toàn bộ binh khí, chạy về nhà và may mắn buổi tối hôm đó là em ngủ ngon.
Và qua hôm sau á, thì em có lên chỗ tập sớm hơn bình thường, thì em có nói chuyện với lại cái bác giữ xe lâu năm ở đó. Em bảo á, là hôm qua là em thấy như vậy đó, thì cái bác đó bắt kêu, không sao đâu con, họ không làm gì mình đâu. Bác ở đây lâu năm rồi cũng thấy đầy gì, bác cũng cúng kiến đầy đủ, chắc là họ thấy con mới cho nên là họ trêu con thôi. Và em Trang cũng có kể với mấy cái anh chị mà làm tập trung huấn chung với mình á, thì mấy anh chị này xác nhận là mấy anh chị này cũng có thấy, bao gồm cả chị Hằng và chị Nhung ở trong cái sự kiện ở phía trên. Kết thúc cái sự kiện về chỗ mà em tập luyện ha, qua tới cái câu chuyện tiếp theo, tên là câu chuyện về bà nội. Khi mà con của em Trang này được khoảng 4 tháng á, trong một lần em có bế con về bên nhà của bà ngoại chơi vài ngày và sau đó thì em trở lại về nhà chồng vào bữa trưa. Trong cái lúc mà hai mẹ con đang nằm ngủ mơ màng thì em có nhìn thấy bà nội chồng ha. Bà nội chồng của em khi đó là cũng mất rồi. Tự nhiên á, đẩy cửa chính đi vào và tới chỗ cái giường của em đang nằm và kêu á là ê, mày cho tao ẩm nó một xíu coi. Khi này nè, thấy là người trong nhà của mình cho nên em Trang á, nằm đó biết là mơ, biết là gặp rồi nha, em không nói gì hết. Thì bà nội mới ẩm đứa cháu của mình vòng 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 ở ngoài cửa phòng á. Cái chỗ đó là chỗ mà bà nội chồng của em nằm lúc mà bà nội còn sống ha. Và cuối cùng thì em tỉnh dậy rất là bình thường. Và em có kể cho mọi người nghe. Nhưng mà mọi người trong nhà hoài nghi lắm các bạn. Tại lúc em tả lại em kêu á, là bà nội là tóc đen ngắn nè, quăng xù nè. Và mặc cái quần tây dài đen và cái áo thì em không nhớ. Khi đó thì em chồng của Trang mới nói là bà nội làm gì mà có cái quần tây dài đen nào đâu. Nhưng mẹ chồng xác nhận là có. Bà nội có một bộ đồ tây đen và chính tay mẹ chồng của Trang gấp cho bà cho nên nhớ rất là kỹ. Và cái lần thứ hai mà gặp lại bà nội chồng á, thì thấy là bà nội chồng ngồi ở đầu giường và có vuốt đầu con của Trang. Và qua ngày hôm sau thì cũng kể lại và gia đình cũng xác nhận là đúng. Là cái tướng của bà nội chồng là hay ngồi giống như vậy đó. Và cũng kêu là Trang lên thắp nhang cho nội đi. Và nội thương con nít, muốn về chơi với nó thôi. Và đó cũng là lần cuối cùng mà em gặp lại bà nội. Và đó là kết thúc sự kiện về bà nội. Và tiếp theo là sự kiện tên là vong nhập. Những cái sự kiện sau này thì nó liên quan tới vong linh nhiều hơn nè. Lần đó em nhớ là khi mà mình học lớp 8, lớp 9 gì đó, thì mẹ của em có chở em đi tập về lớp tập võ đó các bạn. Và do trước đó là mẹ có đi tiệc của bạn cô uống bia. Và khi mẹ của Trang uống bia, tạm gọi là cô Hồng đi. Cô Hồng này mỗi lần uống bia vào thì tinh thần của cô rất là yếu. Giống như là dễ bị những cái âm khí nó tác động vào các bạn. Và đang chạy xe rất là bình thường luôn. Thì tự nhiên gần tới nhà, cô Hồng này cũng kêu lên á là Trang ơi, tự nhiên mẹ lạnh sống lưng quá, không ổn rồi Trang ơi. Vừa dứt cái câu nói đó nha các bạn, thì cô Hồng này nè, lập tức á, là cổ rồ ga, cổ chạy rất là nhanh luôn. Và tự nhiên mặt của cổ á, là tái xanh tái mét các bạn. Chân phải á, thì giật lên rất nhanh và mạnh và nhìn xuống đường, nói vào một cái giọng rất là dữ. Cổ nói á, là thôi nha, không quen không biết, tôi cũng không biết mấy người là ai, cho nên mấy người đừng có phá tôi, đừng có kéo chân tôi nghe chưa. Tiếp theo các bạn, cô Hồng này cổ vẫn rồ ga cổ chạy giống như là cổ né cái vong linh, nghe tới đó là biết rồi, là cổ né cái vong linh đang cố gắng mà kéo chân của cổ. Và khi mà còn về cách nhà khoảng độ 100 mét đó các bạn, chưa kịp dắt xe vào nhà nữa thì mẹ của em á chạy thẳng vào luôn, đốt nhang khấn vái trước tượng mẹ Quan Âm rất là nhiều. Và khi này nè, em Trang mới có học lớp 8, lớp 9 thì em cũng không biết rõ ràng là chuyện tâm linh nó như thế nào và như thế là như thế nào nữa. Cho nên là em cũng rất là sợ ha các bạn. Em cuống cuồng lắm. Em mới thấy là mẹ em đang đốt nhang tượng Phật của mẹ, tượng bức tranh của tượng mẹ Quan Âm như vậy đó. Thì em mới chạy lại và em ôm cái bức tranh đó vào lòng. Khi mà ôm được bức tranh của mẹ Quan Âm rồi đó, thì cả hai mẹ con mới chạy vào trong buồng trong nha các bạn. Và lúc này tự nhiên mẹ của em bắt đầu thay đổi thái độ. Mẹ mới giật cái bức tranh trong tay của em Trang này nè, đập một cái đùng xuống đất luôn. Nhưng may là bức tranh không bể. Và sau đó bà bỏ ra khỏi phòng, quay đầu lại nhìn em Trang này bằng một cái cặp mắt rất là dữ. Lúc đó nha, em còn nhớ là trên miệng của mẹ em có phát ra một cái câu á, nó là vợ tao cho nên tao phải bắt nó đi. Và cuối cùng là thấy mẹ em chạy ra ngoài cửa lớn. Với sức của một cái người phụ nữ nha các bạn, bình thường cô Hồng này nè, chỉ cần em Trang và thằng em trai ôm lại là được rồi. Nhưng lần này á, hai chị em nè, ba của em và bác năm của em chạy lại ôm nhưng không cản được luôn.
Bốn người bị một mình cô Hồng lôi ra tới tận ngoài cửa. Mãi cho đến khi là bà nội của em nhìn xuống biết chuyện mới chạy ra lấy một cái tấm vải các bạn và một cái cây chổi chả đánh vào chân của mẹ em rất nhiều luôn và chửi là mày là ai? Mày là ai mà mày dám nhận đây là vợ của mày? Mày tính lôi con dâu của tao đi đâu hả? Tao đánh cho mày què giò luôn nè. Và khi đó bác năm của em là người ăn chay trường và tu tại gia cho nên bác cũng biết. Bác kêu là giữ lại đi, đừng có cho nó chạy ra ngoài cửa. Chạy ra ngoài là chết đó. Tất cả mọi người nha các bạn, cố gắng hết sức thì mới quật được cô Hồng nằm xuống đất. Lúc này là em Trang ngồi thẳng lên trên người của mẹ mình luôn nha. Và em nhìn thấy là đôi mắt của mẹ em bắt đầu là nó nổi đỏ lên, nó nổi gân máu chi chít và còn nhe răng nó gừ 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 rất là thấy ghê. Bác Năm khi đó thì mới chạy đi lấy cái vòng chuỗi và khi cái vong đang nhập trong xác cô Hồng nhìn thấy vòng chuỗi như vậy thì sợ lắm các bạn. Kiểu quơ tay ra hiệu là đừng có lại gần. Nhưng bác Năm nha, đem cái vòng chuỗi đó tới và đọc chú Đại Bi. Và đọc gần được nửa bài đó thì cô Hồng này vực ra, xin là đừng có đọc nữa, nhức đầu lắm rồi. Và bác hỏi là bây giờ mày có chịu xuất ra không? Thì cô Hồng kêu là xuất ra, kêu mọi người tránh ra để cho nó đi. Và lúc này các bạn, ai cũng tưởng là thật á, cho nên là mọi người mới bắt đầu họ buông tay ra. Nhưng vừa buông tay thì cái vong trong người của Hồng này lập tức là tung cửa chạy ra ngoài. Và may nha, là bác Năm nhanh trí, bác Năm kiểu là nghi ngờ trước á, cho nên là mới lấy một cánh tay nè, kẹp qua bên cổ và cuối cùng may mắn là níu lại được. Và rồi ba bốn người lại tiếp tục là đè xuống. Khi này nè, cô Hồng đang nằm á, đưa cái đầu hướng ra cửa và bác kêu là nhúng nước nóng lau mặt cho cô Hồng theo cái hướng là từ dưới cằm nè, đi ra đầu giống như là tống hết tất cả những cái khí đi thẳng ra ngoài cửa. Và trong cái lúc đó thì bác Năm vẫn đứng ở đó để mà đọc chú Đại Bi. Và trong cái khoảng thời gian như vậy nha, cái vong trong người các bạn nó dãy dụa một cách khủng khiếp lắm luôn, mắt nổi đỏ gân máu lên. Và được một lúc á thì bắt đầu là cái vong nó xuất ra, cô Hồng này tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại thì mặt của cô Hồng này ngơ ngác lắm, nhìn xung quanh mới hỏi là ủa sao tự nhiên mà bu đen bu đỏ ở đây mà ngồi lên người của tôi nữa vậy, tôi không nhớ gì hết. Thì mọi người mới kể ra câu chuyện đó và mẹ của em Trang này kể lại là mình chỉ nhớ cái ức cuối cùng là khi mà chở em Trang về nhà đi vô phòng nằm xuống ngủ thôi chứ ngoài ra là không biết gì hết. Và đến đây là kết thúc câu chuyện vong nhập, qua tới câu chuyện tiếp theo là cô gái mặc áo trắng. Có một cái hôm nọ nha, khi mà em Trang này đang nằm ngủ ở nhà thì em thấy rõ ràng có người con gái các bạn. Nhưng người con gái này á, cái áo mặc vẫn là màu trắng nha, nhưng trên cái áo đó máu me tràn lan luôn. Cái người này đi tới chỗ của em Trang nằm và kêu em á, là ê, ê, mày có ghét tao không? Sau cái câu hỏi đó em Trang không trả lời nha các bạn, thì cái vong người áo trắng đó lại tiếp tục rủ á, là ê, đi chơi với tao đi. Mà cũng không biết vì cái lý do gì mà em Trang này đồng ý nha các bạn. Đi ra tới chỗ cái gốc cây trứng cá xéo xéo nhà em á, thì em nghe rõ ràng cái vong đó kêu, cái chỗ này là chỗ tao nằm nè, mày đi ra đây chơi với tao đi. Vừa nghe dứt câu thì em Trang này giật mình tỉnh dậy ha. Em mở mắt ra thì em thấy con chó lông xù của nhà em á, nó liếm 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 con mắt của em liên tục và sau đó là nhìn thẳng ra ngoài cửa mà sủa. Và em ngồi dậy, mồ hôi thì đổ ra như tắm luôn. Và em có hỏi hàng xóm á các bạn, thì họ có xác nhận là lúc trước có một cái người con gái họ mất ngay chỗ cái gốc cây trứng cá đó. Và em có kể lại câu chuyện này với mẹ em, thì mẹ em mới đem nhang đèn qua để mà cúng. Sau một thời gian đó các bạn, thì em ngủ bình thường đó, không còn gặp lại cái người con gái áo trắng đó nữa. Nhưng mà tới một cái hôm nọ, khi này nè, là em Trang đang bị tai nạn ha, bị đụng xe mà cái chân của em bị nặng lắm, là không có bước đi được. Tính mức mà em đi vệ sinh, ba mẹ của em vẫn phải dìu cho em đi á. Thì vô tình hôm đó ngủ nha, em lại nằm á, cái đầu hướng ra cửa. Mà các bạn biết tư thế mà đầm đầu hướng ra cửa là nó cực kỳ không có tốt luôn. Đêm đó khoảng tầm 2-3 sáng gì đó, em đang ngủ được mới có một xíu vào các bạn, thì lập tức lại thấy cái người con gái mặc áo trắng mà máu đầy người luôn đang đứng ở đầu giường em. Nhưng lần này nè, người ta không nói bất kỳ một câu nào hết, nhìn em Trang này cực kỳ tức giận và rồi nắm đầu của em nha các bạn, lôi đi. Sau đó đó, vừa lôi đi mà vừa dùng cái tay còn lại đánh vào tóc của em rất là nhiều, cứ lôi đi sần sợt như vậy.
Khỏi phải nói rồi, trong cái cơn hoảng loạn đó thì em Trang đang cố gắng vùng vẫy hết sức để mà thoát ra được, nhưng tay chân là cứng đơ hết trơn luôn. Và đến cái lúc mà bị kéo gần ra tới cái cửa chính rồi đó các bạn, thì em dùng hết sức bình sinh em la lên một tiếng rất to. Nhưng lần này nha là âm thanh nó phát ra được. Ba mẹ em ở trong buồng trong á chạy ra thì thấy là con gái của mình đang nằm cái đầu á sát ngay cái cửa chính luôn. Khi này nè, chạy lại hỏi á, ủa sao vậy? Thì em mới kể ra, em mới nói là nó nắm tóc con đánh rồi muốn lôi con đi. Và ba em nhìn là biết rồi các bạn. Cái chân á còn không cử động được, không có đi đứng bình thường được, thì làm sao mà tự bản thân có thể bị lôi sền sệt ở trên đất mà cái đầu lại nằm sát hướng cửa. Thì ba em có kêu á, trời ơi, sao lại nằm mà cái đầu hướng ra cửa chính, như vậy không có nên. Tiếp tục là ông cầm cái cây chổi chà các bạn, đi ra ngoài sân vừa quét mà vừa lẩm bẩm đọc cái gì đó và rồi đi lại vào trong nhà ha. Ông kêu á là Trang ơi, bây giờ con vào trong phòng con ngủ với mẹ để ba nằm ngoài này. Và qua sáng sớm ngày hôm sau thì ông có đi mua một cái cọng dây chuyền bằng bạc và cố là đưa cái em Trang này lên chùa để cho sư bà á là làm phép lên trì tụng trong vào trong cái dây chuyền này nè. Xong rồi sư bà có dặn em là em phải đeo cái dây chuyền này, tại vì bản thân em là một người rất là yếu vía, dễ gặp và cũng dễ bị bắt đi. Mỗi lần mà đi tắm hay đi toilet hoặc làm cái chuyện gì mà nó hơi dơ bẩn á là phải tháo dây chuyền ra, làm xong rồi đeo vào lại. Và kể từ hôm đó là em được an toàn cho đến bây giờ. Và kết thúc cái sự kiện về cô gái áo trắng, qua tới cái sự kiện tiếp theo tên là bị dính đèn đám tang. Và đây cũng là một trong những cái điều mà Nguyễn nghĩ là những cái bạn nào, nói chung là riêng về người Á Đông của mình thì sẽ rất là tin ha, đặc biệt là những bạn hay có con nhỏ. Khi đó là con của em Trang này vừa ra tháng thôi các bạn, được có 1 tháng mấy ngày à. Cái buổi chiều á thì cái cô em chồng nè có ẵm cái đứa bé xuống dưới nhà chơi, và lúc đang đứng trước cửa nhà thì có một cô hàng xóm rất là thân với gia đình ha, cô này cũng đi ngang qua. Cô thấy đứa trẻ dễ thương quá cho nên là cũng mới kêu á là thôi đưa cô ẵm xíu có được không. Thì em chồng mới ok thì cũng đưa thôi. Nhưng mà cái lúc các bạn vừa đưa đứa trẻ con qua tay của cái cô hàng xóm đó thì tự nhiên nó khóc ré lên luôn, nó dãy ngược lên luôn á. Sau á đưa về tay của cái người em chồng thì lập tức là đứa bé đó nín. Và lúc đầu thằng chỉ tưởng là con bé này nó hơi khó chịu thôi, giống như là nó người nào quen á thì nó cho ẵm, còn người nào mà lạ hơi thì nó không cho. Nhưng cái buổi tối hôm đó tầm khoảng 8 giờ thì cái đứa trẻ nó khóc rất là nhiều nha các bạn. Em Trang này á làm kiểu gì cũng không nín. Con bé nó cứ nằm á nhìn qua gương như vậy nè, và nó cứ khóc ré lên, ẵm lên nè, đi qua đi lại nè, đi tới đi lui nè, rung lắc nè, cho ngậm ti các kiểu á, cũng không chịu nín là không chịu nín. Nhà chồng của em thấy là cái đứa trẻ con này, cháu của mình, nó khóc to quá là to luôn, cho nên là mới xuống xem sao. Và lúc đó có mẹ chồng với là một cái người cô chồng nữa. Hỏi á thì em Trang cũng trả lời là con đâu biết đâu, buổi chiều vẫn thấy nó bình thường mà, có gì đâu. Thì tưởng đâu là bị đau bụng các bạn, hay là có một cái sự cố gì, cho nên là cố dỗ thêm khoảng 15 phút nữa, thấy không hết rồi là chuẩn bị tinh thần là đưa đi vô bệnh viện. Nhưng mà trước khi rời khỏi nhà các bạn, mẹ chồng của em á rờ vào người đứa trẻ thì thấy là có điềm lạ lắm. Tại vì tay của nó thì nó ấm nhưng chân thì lạnh nha. Cho nên á là mẹ chồng của em có nói với Trang, Trang ơi, để cháo cho mẹ ấm. Bây giờ con xuống nhà dưới xé một cái miếng nón lá, cuốn vào trong một cái tờ báo, sau đó hơ chân của em cho mẹ, hơ xong á rồi bế đi bệnh viện. Cái lúc mà em Trang này vừa làm theo nha các bạn, vừa đốt vừa hơ lên vài cái thôi thì tự nhiên á đứa trẻ nó nín luôn. Khi này mẹ em nhìn là biết rồi, chắc chắn là nghi đúng, cho nên á mẹ mới kêu là bây giờ ẵm cháu lên trên chỗ bàn thờ của bà cô tổ đi, đợi mẹ thắp nhang cho bà nội xong cái rồi mẹ lên. Thì trong cái đoạn á các bạn, từ tầng trệt đi lên tầng 2 thì đứa bé nó bắt đầu nó khóc. Nhưng mà tới cái bàn thờ của bà cô tổ á, ở trên tầng cuối cùng á, thì con bé nó nín luôn. Em Trang này á mới nhanh chóng là đưa đứa con cho mẹ chồng của mình ẵm, và em lập tức là đốt nhang cho bà cô tổ. Nhưng cái lúc mà đang khấn á các bạn, thì em nghe thấy có tiếng cười của phụ nữ văng vẳng ở bên tai nha các bạn. Lúc đó đó em hết hồn luôn, em quay qua em nhìn xung quanh, em tìm kiếm cái nơi phát ra cái âm thanh đó. Nhưng mà mẹ chồng của em kêu, ê sao không đốt nhang đi, lay hoay kiếm gì vậy. Thì em mới giật mình và em tiếp tục em đốt nhang nha. Sau khi mà đốt xong á, em mới chạy xuống cái tầng dưới, em mở cái cửa phòng của con, cái người cô chồng của em ra và hỏi á, là ê hồi nãy giờ á mày có mở tivi hay làm gì không, tao nghe thấy có cái tiếng phụ nữ nào cười lảnh lên. Thật ra em biết là cái tiếng nó phát ra từ đâu rồi, nhưng em muốn hỏi là cho nó chắc thôi. Nhưng mà cái người con của người cô chồng á kêu là ủa
Hồi nãy giờ em học bài mà, em có mở tivi hay em có làm gì đâu. Khi đó nha, cái người cô chồng của em mới ngồi kế bên mới hỏi là ủa có chuyện gì vậy? Thì mẹ chồng của em kêu là không có gì đâu. Nhưng sau đó cô chồng của em nói thêm câu nữa. Em biết là có đó. Hồi chiều nay á, bà ba bả mới đi đám tang của ông Lâm đó nghe chưa? Nghe xong á, thì mọi người mới vỡ lẽ ra. Cái bà ba chính là cái bà chiều nay lúc mà em chồng của Trang ẵm cái đứa bé đứng trước cửa nhà nè. Thì có cái người đàn bà đi qua thấy đứa bé dễ thương quá thì đòi ẵm chút xíu á. Và bà đó chính là bà ba. Và bà vừa mới trở ra từ một cái đám tang. Cho nên cái đứa trẻ đó mọi người hay gọi là bị dính đạn tang á các bạn. Và cái này cũng là một cái cần tránh nha. Ví dụ như á, là trẻ con sơ sinh nó dương khí nó yếu là không nên cho đi tới những cái chỗ nào một là có tai nạn, hai á, là có tang tóc, đám giỗ, đám quả gì đó. Nói chung là những cái đám nào mà nó âm nhiều thì đừng có cho trẻ con đi. Hoặc những cái người nào mà mới đi từ chỗ đó trở về và trong nhà mà có trẻ con ha các bạn, là bắt buộc là phải tắm rửa xong rồi rửa tay này nọ mấy cái thứ, nhưng tốt nhất là cũng nên tránh. Rồi, khi nghe xong mọi người hiểu ra câu chuyện rồi. Và cái đêm đó Trang phải ẵm con ở trên tay để mà con nó mới ngủ yên được. Và cái lúc chồng đi làm về, chồng mới hỏi là ủa sao em ẵm con vậy, thì Trang mới kể nghe. Chồng của em khi đó mới kêu là em thử để nó xuống coi, biết đâu nó ngủ. Nhưng mà Trang vừa để xuống là đứa bé nó khóc liền luôn các bạn. Khi này nè, chồng của Trang á mới lấy ra hai cái đèn cầy lớn ha, thỉnh ở từ chùa Bà Châu Đốc về, đốt xong rồi hơ khắp nhà rồi để suốt đêm. Liên tục 3 ngày như vậy thì đứa con mới êm chuyện. Và đến đây cũng là kết thúc cái sự kiện dính đạn đám tang và cũng là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và như thường lệ, nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu những cô chú anh chị nào, những người em, những người bạn nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Và Nguyễn còn có một kênh tên là Hồ Sơ X. Nguyễn sẽ đọc lại nguyên văn những cái tác phẩm được sáng tác, những cái bộ truyện được sáng tác bởi những các bạn tác giả ha. Đường link email của Nguyễn, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link Facebook, đường link page, đường link TikTok và đường link donate ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.